Trời anh ơi anh ơi, giờ này mà anh còn đọc sách được à? Ở dưới nhà đang loạn hết cả lên đi kìa. Cái gì? Đây này anh nhìn thấy chưa? Đây này, dàn đế kiểu gì mà gọt luôn cả vết của khách này. Giày ừ. khách vừa mới mua xong, này ừ. chửi chết. Ê, chú lại chẳng biết gì rồi. Thôi rồi, anh để anh giải thích cho chú nghe. Rồi sau đấy chú giải thích với khách nhá. Cái vết này là vết vát ở trong giày, anh không nhớ tên lắm, nhưng về lịch sử mà nói thì bây giờ nó không cần nữa. Ngày xưa, cách đây hàng trăm năm ấy, người ta mặc quần là quần ống rất là rộng đấy chú đã bao giờ mặc vét chưa em mặc vét rồi ờ thế chú đã bao giờ là mặc vét xong mặc quần xong chú đi tất sau đó chú kéo cái ống chân của chú này lên khi chú kéo cái ống chân này lên đúng không đúng rồi để chú đi tất đúng không thì chỗ này nhăn quần đúng chưa là đúng do Rồi chú kéo tất lên đây đúng chưa khi kéo xuống này tạo ra nếp nhăn thế là những cái người mặc vét ngày xưa ấy mặc xui ngày xưa để đi những cái đôi giày tây như này ấy, là người ta đi mặc quần ống rất là rộng không phải ống 18, 20 bây giờ đâu 22, 24, 26 cơ đấy thế nên là ngày xưa khi người ta mặc quần là người ta sẽ đi tất cao đến đây trước đi giày vào sau đó người ta xỏ quần vào khi mà người ta xỏ giày vào trong quần đúng không vâng thì nó sẽ bị mắc ở cái gấu quần này này chính cái điểm này này sẽ mắc ở đây này ừ dân đấy là người ta sẽ vạt cái gót này và khi mà sản xuất giày ra ấy thì bao giờ những phần gót trong của đôi giày người ta cũng sẽ phát một đường này kể cả bây giờ người ta không đi ống quần kiểu như thế người ta cũng phát còn có những đôi họ không làm cũng chẳng sao à nhưng mà vấn đề là đây là sanfato còn đây là senet thương hiệu hàng trăm năm của thế giới với một thương hiệu của Việt Nam thì đương nhiên là nó khác nhau rồi. Thì có phải là cái dấu đấy có phải là dấu ấn của lịch sử giày Tây đúng không anh? Chính xác, nó là dấu ấn của lịch sử giống như là răng khôn ấy. À. Không bao giờ ông dùng cái răng khôn đâu nhưng nó vẫn mọc. À, bây giờ em đã hiểu rồi. Để anh có biết đường giải thích với khách. Chứ không khách đến lại bảo sao vặt khót của khách thì chết. Ừ. Lấy cái ảnh chụp khi mà nhận giày của khách ra kiểm tra xem có cái cái gót này không nhá. Ôi, anh nói thế thì em yên tâm rồi.